Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì không biết các bạn có biết một cái câu này không, nhưng mà ở bên Mỹ này thường thường đa số rất là nhiều người nói cái câu này nè các bạn. Không có gì quý hơn thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật ngày 20 tây tháng 12 năm 2020, 8 giờ 45 phút sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nhé. Thì tại vì thứ bảy và chủ nhật á, thì được nghỉ làm việc, có người thì nghỉ thứ bảy và chủ nhật, có người thì nghỉ chủ nhật giống như tôi này. Hôm nay chủ nhật không có đi làm cho nên được hít thở không khí gia đình đó các bạn, cho nên không có gì quý hơn, đó là như vậy đó các bạn nhé. Rồi thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay, thường thường á chủ nhật thì không có cái tin gì mà nó mới, nó nóng hổi vừa thổi vừa nghe, nhưng hôm nay tôi này xin tổng hợp lại những cái tin tốt cho phía bên tổng thống Trump trong cái tuần vừa qua, tức là trong cái tuần này đó các bạn. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong cái tuần này mà nó có chiều hướng tích cực cho phía bên tổng thống Trump, mời các bạn theo dõi chi tiết nhé. Bây giờ mình sẽ điểm cái tin thứ nhất. Cái tin này nó dính dáng tới cái tiểu bang California, và cái tiểu bang này thì nó có cái phiếu đại cử tri lớn nhất nước Mỹ, nó có 55 phiếu đại cử tri các bạn, thì vừa bị phát hiện là tự in phiếu bầu sai quy định, khiến gần như tất cả các phiếu bầu ở tiểu bang dân chủ này không hợp lệ. Sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần tin thứ hai. Thì ông này tên là Chris Miller, ông này là quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ hiện tại bây giờ. Thì ông ta đã đến tòa Bạch Ốc và có một cái cuộc họp quan trọng với tổng thống Trump, và ông ta đã thu thập được một cái thông tin tình báo từ giám đốc tình báo quốc gia Mỹ là có nước ngoài can thiệp vào cái công việc nội bộ của Mỹ, là việc bầu cử đó các bạn. Cho nên sau đó ông ta đã ra lệnh cho chấm dứt tất cả các hoạt động cũng như là chia sẻ cũng như là hợp tác với phía bên chú Bảy, và có thể từ đây cho đến trong vài tuần tới có rất là nhiều diễn biến quan trọng xảy ra, cũng như là không biết người ta có mở lại các hợp tác hay là không. Cái đó là một câu hỏi hiện tại bây giờ. Và hiện tại bây giờ Bộ Quốc phòng chấm dứt chia sẻ thông tin từ Bộ Quốc phòng với đội ngũ của phía bên chú Bảy. Lý do tại sao? Tại vì các bạn biết rồi, nước Mỹ hùng mạnh là nhờ quân đội, mà quân đội từ đâu? Là Bộ Quốc phòng. Thì đây là một cái bộ mà có thể nói là hùng mạnh nhất trong các bộ ở nước Mỹ đó các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần tin thứ ba, đó là cái chuyện thuốc vaccine. Thì hiện tại bây giờ thì nước Mỹ đã có thuốc vaccine rồi, mà cái thông tin này có thể nó nói vui cho nước Mỹ nó riêng mà toàn thế giới nói chung, là hiện tại bây giờ nước Mỹ đã có thuốc trị cái con dịch vật rồi các bạn nhé. Thì một người mà có thể đứng hàng thứ nhì cao nhất ở nước Mỹ này, đó là phó tổng thống Mike Pence, đã làm gương và đã chích thuốc ngừa đó trên TV cho mọi người dân nhìn thấy luôn, để mà người ta có cái tự tin đó các bạn đó. Nhưng mà không ngờ sau khi mà có tổng thống Mike Pence chích á, thì bắt đầu đảng Dân Chủ, ví dụ như là chủ tịch Hạ viện cũng đòi được tiêm luôn đó, tức là đòi được chích luôn đó bạn. Và chứng tỏ là hiện tại bây giờ là coi như phía bên đảng Dân Chủ cũng sợ bị nhiễm và cũng sợ bị chết, cho nên get like để mà xin chích luôn. Cái việc mà tổng thống Trump tìm ra cái thuốc vaccine sớm như như thế này và cho chích miễn phí như thế này làm tăng uy tín của nước Mỹ cũng như là tăng uy tín của tổng thống Trump trên toàn thế giới đó các bạn. Rồi sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần tin kế tiếp, đó là hiện tại bây giờ một số thượng nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa vừa tuyên bố sẽ phản đối kết quả bầu cử đại cử tri trong ngày 6 tây tháng 1, và có rất là nhiều người đang yêu cầu tổng thống Trump ra cái lệnh là thiết quân lực, nhưng hiện tại bây giờ thì tổng thống Trump chưa có ban bố cái lệnh đó. Và nếu trong ngày 6 tây tháng 1 sắp tới đó mà có một vài thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa đó mà phản đối cái kết quả bầu cử phiếu đại cử tri á, thì đây là một cái đòn đau, một cái đòn coi như là thất bại cho đảng Dân Chủ, vì đảng Dân Chủ chỉ nắm ở hạ viện thôi chứ không nắm thượng viện các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần tin kế tiếp, đó là một dân biểu, ông này tên là Swalwell, vừa bị FBI kết luận có quan hệ với một cái nữ gián điệp của Trung Quốc, và có thể trong
Một nay mai hắn ta sẽ bị bay khỏi quỹ ban tình báo Hạ viện và sau đó có thể bị mất chức dân biểu và bị truy tố. Nhưng nếu ông này bị truy tố thì chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thể bị dính dáng, tại vì bà chủ tịch này là đã đỡ đầu cho ông này để mà coi như làm cái chức vụ này, và có thể bà chủ tịch này có thể bị liên quan và có thể bị điều tra và có thể bị phanh phui ra các vụ khác nữa. Thì bây giờ mình tóm tắt lại như thế này nè các bạn, thì trong cái tuần vừa qua thì có rất là nhiều tin tích cực vui cho phía bên Tổng thống Trump, là tại vì người ta đã tìm ra rất là nhiều cái bằng chứng cũng như là nhân chứng rồi, cũng như là hiện tại bây giờ thì Bộ Quốc phòng đã không còn làm việc, không còn hợp tác với bên phe của ứng cử viên chú Bảy. Là tại vì sao? Tại vì Bộ Quốc phòng thì người ta có những cái thông tin rất là bí mật đó các bạn, mà người ta bây giờ người ta ngưng lại, người ta không có chia sẻ với phía bên chú Bảy, là tại vì người ta sợ bí mật quốc gia bị tiết lộ, bị bán ra nước ngoài. Qua những cái thông tin này thì mình kết luận lại là như thế này, hiện tại bây giờ là các đài truyền thông chính thống ở Mỹ cũng như là vòng quanh thế giới và cả luôn ở Việt Nam đang tuyên bố là phe chú Bảy đã thắng cử 100%, coi như không còn gì để bàn, không còn gì để mà nói, không còn gì để mà thưa kiện. Nhưng thật sự thì hiện tại bây giờ hơn 70 triệu người Mỹ người ta chưa có công nhận kết quả là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hiến pháp của nước Mỹ chưa có công nhận ai là người thắng cử chính thức 100%. Đó các bạn thấy không? Cho nên có rất là nhiều tiểu bang đang nằm trong vòng pháp lý, và bên phía Tổng thống Trump cũng đang giữ rất là nhiều bằng chứng, nhân chứng, nhưng mà người ta chưa có đúng cái thời gian thích hợp để mà đưa ra các bạn. Và hiện tại bây giờ thì sau ngày 6 tháng 1 này mình mới biết những cái diễn biến, những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra kế tiếp. Và không biết là Tổng thống Trump có dùng cái thiết quân lực sau ngày 6 tháng 1 hay không, cái đó là hạ hồi phân giải. Còn hiện tại bây giờ thì chưa, tại vì lễ lộc Noel rồi Tết cho nên chưa có chuyện gì xảy ra và cũng chưa có kết quả 100% đâu. Tôi này xin nhấn mạnh lại, hiện tại bây giờ cho dù có bạn nào nói là chú Bảy đã thắng 100%, thật sự thì không phải các bạn, chưa có thắng, chưa có gì hết. Tất cả các phiếu đại cử tri vẫn còn bị niêm phong và đang trên đường gửi vào Quốc hội, và Phó Tổng thống Mike Pence mới là người chủ trì cuộc họp để mở ra những cái bao thư đó. Và có rất là nhiều thượng nghị sĩ bên phía Đảng Cộng hòa hiện tại bây giờ người ta đã lên tiếng, chưa tới ngày 6 tháng 1 nhưng mà người ta đã lên tiếng phản đối các kết quả của đại cử tri này rồi, cho nên dĩ nhiên sẽ không công nhận. Và nếu không công nhận thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, cái đó thì mình sẽ hạ hồi phân giải trong những cái video kế tiếp các bạn nhé. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ sáng ngày Chủ nhật, cũng giống như tôi niềm mới vừa nói, không có gì quý hơn thứ Bảy và Chủ nhật ở Mỹ, tại vì được hít thở không khí gia đình và được ở nhà, không phải đi làm. Tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người cùng cập nhật nha. See you in the next video. Bye bye.